Mua bộ mic hát live stream thu âm, anh chị sẽ được tặng ngay một chiếc đèn live stream kèm hai kẹp điện thoại. Đây là bộ combo sản phẩm mới nhất năm 2022 của bên em với mẫu mic Neusing Pro 5200, thiết kế rất là đẹp mắt và tinh tế, có chất lượng âm thanh mic tốt, bắt xa, hát nhẹ và kèm theo đó là một chiếc sao cạc H9 Pro 2022 có rất nhiều các hiệu ứng hot trend TikTok mới nhất năm nay. Và sau đây em sẽ test qua một ca khúc có tựa đề Thương Em Đến Già của ca sĩ Lê Bảo Bình. Em sẽ mở vang cũng như là mở nhạc lớn lên để em hát ca khúc này nhé. Mọi chuyện đôi tay ấm êm vì em, không che anh tay trắng khi bước vào đời, chịu đựng bao nhiêu sương nắng mưa tới. Em cũng không bỏ anh trái vai, anh thấy lòng thật bình yên khi ý trời mang em đến. Hạnh phúc trong tay rồi, bước thôi em ơi, mọi chuyện cứ để đó có anh nó. Sang nhà và xa cưa, cậu với chầu lắng qua đưa, nay bước lên xe thương em mãi đến khi già. Ok, cảm ơn tất cả anh chị. Đó là một ca khúc em test qua cái bộ combo sản phẩm đấy nhá anh chị nhá. Và sau đây em sẽ trả lời tất cả những cái thắc mắc của anh chị về với combo sản phẩm này. Thì đầu tiên thì anh chị hỏi cái combo sản phẩm này kết nối có dễ không. Thì như em đang cắm đây thì chúng ta chỉ cần cắm đơn giản 3 dây duy nhất. Đó là đầu tiên chúng ta sẽ cắm cái dây mic vào cổng microphone 1 này. Và tiếp theo dây live thì anh chị có thể cắm vào cổng live play như em đang cắm này. Và tiếp theo nữa là dây phone thì anh chị cắm tai nghe nhé anh chị nhé. Rồi em sẽ hướng dẫn cho anh chị các nút trên cái bộ sản phẩm này. Đầu tiên nó sẽ có các cái hiệu ứng ở dưới đây. Anh chị cứ bấm vào thì nó sẽ thay đổi giọng nói cũng như là thay đổi các hiệu ứng khác nhau. Đó. Hiệu ứng TikTok hot trend đó. Rồi tiếp theo là các nút ở trên này thì nó sẽ điều chỉnh, nút đầu tiên này nó sẽ điều chỉnh cái độ ấm cho giọng hát của chúng ta. Nếu mà giọng anh chị nào mà thanh ý, thì chúng ta đẩy cái âm thanh này lên nhá. Rồi đây là giọng giọng để cho chỉnh cho giọng của chúng ta sáng hơn, trở nên nó sẽ nghe nó sẽ có cái âm thanh như kiểu âm thanh stereo ấy thì nó sẽ hay hơn. Rồi tiếp theo là đây là âm lượng mic to nhỏ của mic nhá anh chị nhá. Rồi đây là âm lượng to nhỏ của nhạc. Đó, to nhỏ của nhạc này. Tiếp theo nữa là âm lượng to nhỏ của tai nghe của chúng ta. Đấy, to nhỏ của tai nghe này. Và đây là âm thanh to nhỏ của người xem. Ví dụ như anh chị mà muốn cho người xem nghe to nghe nhỏ thì chúng ta chỉnh ở nút này nhá. Còn đây là chỉnh cái chế độ vang ít vang nhiều. Đó. Còn cái nút này thì nó sẽ là chỉnh cái âm thanh stereo. Thì khi mà chúng ta vặn lớn lên thì nó sẽ có đầy đủ các cái giải hai, giải mid, đó là âm trung, âm chét ấy, thì nó sẽ đầy đủ hơn, thì nghe nó sẽ hay hơn, nó quyện hơn. Rồi tiếp theo nữa là các cái chế độ thay đổi giọng nói người xa trẻ em. Ôi giời, ông đã bảo rồi, đây là sẽ dành cho những anh chị mà dùng để thu âm những cái video hài đó, hoặc là bình luận viên. Tiếp theo nữa là giọng radio, thì đây là giọng radio khi mà chúng ta kể chuyện hoặc là chúng ta dùng để hát vào những đoạn chuẩn bị lên điệp khúc nhá. Đây là giọng autotune méo tiếng. Ngày bước lên sẽ hoa, anh hát câu ca đưa em về nhà. Đó. Rồi chế độ vang khác nhau để chúng ta hát. Đây là chế độ vang mà em hay dùng, đó là chế độ ATV. Tiếp theo đây là chế độ vang, thì cái chế độ vang này thì nó sẽ sâu hơn một chút, thì anh chị có thể dùng để hát những cái bài ballad đó. Tiếp theo nữa là đây là chế độ giọng này thì nó sẽ dùng cho chúng ta có thể đọc rap. Thì cái này thì nó sẽ, cái chế độ này thì cái giải mid thì nó sẽ sáng hơn đó, để cho anh chị có thể đọc rap. Mang tình về cho mẹ, mang tình về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Đó.
Rồi tiếp theo nữa là đây là cái chế độ mộc khi mà anh chị muốn kể chuyện hoặc nói chuyện bình thường như thế này em đang dùng á. Rồi tiếp theo đây là cái chế độ vang bình thường nhé, cho anh chị mà dùng làm cái chế độ để bán hàng hoặc là kể chuyện. Đây còn đây là chế độ docker thì có nghĩa là khi mà anh chị hát hoặc nói là nhạc nó sẽ tự động nhỏ xuống. Đó, khi mà em dừng nói thì nhạc nó sẽ tự động to lên này. Đó, rồi, ok. Khi mà mua cái bộ combo sản phẩm này thì anh chị sẽ được đầy đủ tất cả những thứ như sau. Đầu tiên đó là một chiếc Micro NewSync Pro 5200 với thiết kế rất là đẹp mắt và tinh tế, kèm theo một chiếc sâu mao. Sâu mao này nhìn khá là chuyên nghiệp. Đó, nó sẽ giống với những cái dòng mic thu âm chuyên nghiệp mà anh chị phải bỏ ra một số tiền lớn mới có thể sở hữu được, nhưng mà mua combo sản phẩm này thì nó sẽ có cả luôn cho anh chị nhé. Rồi tiếp theo là một chân đỡ mic để bàn như em đang để đây thì nó sẽ rất là nhỏ gọn và tiện lợi. Một chiếc sao card K3 sao card H9 Pro năm 2022, kèm theo đó là dây mic này và dây lấy nhạc này, dây livestream, dây nguồn USB và được tặng một chiếc đèn livestream có hai kẹp điện thoại như em đang sử dụng. Đó, nó có thể hỗ trợ ánh sáng khi mà chúng ta livestream nhé. Đó, nó sẽ tạo ánh sáng cho khuôn mặt của chúng ta trở nên trắng trẻo hơn, trở nên đẹp hơn, mịn màng hơn. Đó, có thể thay đổi màu sắc. Ví dụ như chúng ta muốn da của chúng ta đẹp, ấm hơn thì chúng ta để về màu vàng pha trắng này. Đó, còn ví dụ như phòng của chúng ta mà nó nhiều ánh sáng trắng rồi thì chúng ta có thể để ánh sáng vàng. Và nếu mà ánh sáng vàng nhiều quá thì chúng ta có thể để ánh sáng trắng. Đó, rất là tiện cho anh chị mà muốn vừa có một bộ mic hát livestream giải trí cũng như là có một chiếc đèn để cho chúng ta có thể sử dụng livestream bán hàng hoặc livestream trên các app rất là tiện lợi. Xin cảm ơn tất cả anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Mickey Studio. Bên em hiện tại có 3 cửa hàng, đó là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và Nam Định. Anh chị ở gần cửa hàng nào thì có thể qua trực tiếp bên em để trải nghiệm. Xin chào và cảm ơn tất cả anh chị. Xin hẹn gặp lại.